quân sự huấn luyện SSCD, chiến đấu sẵn sàng với kỹ thuật và khả năng thực tế. Khi nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, SSCD, tại tiểu đoàn 312, Bình Nhất Lý Toàn, chiến sĩ tiểu đội 6, trung đội 8, đại đội 7 được học chiến thuật cấp trung đội và các bài bắn kỹ thuật. Sau thời gian huấn luyện chính khóa, Toàn được đơn vị tổ chức huấn luyện dã ngoại, rèn luyện thêm động tác cá nhân. Chúng tôi hành quân huấn luyện như diễn tập thật và trú quân qua đêm tại thao trường của đơn vị, Bình Nhất Lý Toàn chia sẻ. Trong quá trình chỉ huy tiểu đội, trung sĩ Nguyễn Lam Trường, tiểu đội trưởng tiểu đội 8, trung đội 6, đại đội 6 nhận thấy chiến sĩ hô khẩu lệnh còn yếu, nói nhỏ nên truyền đạt mệnh lệnh chưa hiệu quả, động tác cá nhân chưa thuần thục. Qua các lần đơn vị tổ chức dã ngoại, luyện tập ngoài thao trường, trung sĩ Nguyễn Lam Trường đã rèn luyện khẩu khí, tác phong, ôn lại kiến thức về công sự, hầm hào cho đồng đội. Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn được hướng dẫn cách mắc tăng, võng, đào công sự, cách nhóm lửa từ vật liệu sẵn có, xác định phương hướng theo địa hình trong trường hợp đi lạc. Huấn luyện sát điều kiện diễn tập, đưa bộ đội vào tình huống thực tế còn giúp chỉ huy đơn vị nắm chắc khả năng của từng chiến sĩ, từng bộ phận để có biện pháp bồi dưỡng kịp thời. Đại úy Nguyễn Ngọc Ngà, đại đội trưởng đại đội 7, cho biết khi bộ đội đến vị trí, trú quân, đơn vị tổ chức canh gác, phân công cảnh giới, bố trí đội hình như chiến đấu thật. Đồng thời, tổ chức tập bài, giới thiệu địa hình, xác định vị trí, đường, hướng cơ động, đóng khóa an toàn trước khi di chuyển, xử lý hỏng hóc thông thường các loại vũ khí. Trong quá trình huấn luyện, bản thân mỗi người sẽ biết khả năng của mình đến đâu. Qua các đợt huấn luyện, anh em trong đơn vị càng thêm gắn bó, đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn.